ngày 27 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Cục Viễn thông triển khai cấp tên định danh cho các số điện thoại là các số đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ và các nhà mạng viễn thông di động cố định. Thời gian qua, khi các cuộc gọi mạo danh có xu hướng ngày càng tăng cao, khiến nhiều người dân rất bức xúc. Là nhà tôi là như thế là đã bị mấy lần rồi, vợ cũng bị rồi mà chồng cũng bị rồi. Tức là gọi điện đến nói rằng là tài khoản của bạn ở ngân hàng có vấn đề nọ thế kia, chúng tôi là công an Hoàn Kiếm. Thế là nhưng mà rất may là nhà cô lại ở gần công an Hoàn Kiếm, thế là chú cầm luôn cái điện thoại ấy sang đưa cho công an Hoàn Kiếm luôn. Những cái trường hợp như vậy mình cũng đã từng gặp rồi, họ gọi điện cho mình và họ quấy rối, họ hỏi những thông tin mà mình không muốn tiết lộ. Thì thực sự là cái vấn đề đấy không chỉ riêng mình và là tất cả những người dân, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi, thì mình nghĩ là thực sự những điều đó là gây khó chịu cho người dân chúng ta. Nghe tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp tên định danh cho các số điện thoại của các đơn vị và các nhà mạng viễn thông di động, người dân tỏ ra vô cùng hứng khởi và đồng tình trước thay đổi này. Thì đây là một điều vui mừng bởi vì nó làm minh bạch về thông tin của những cuộc gọi đến cho người dân. Điều này thì bản thân tôi là một người dân sống trong xã hội cực kỳ là tiếp nhận và là hoan nghênh sự quan tâm của các chính quyền đã làm rõ minh bạch về thông tin, về sự an toàn, đảm bảo an ninh. Mình cảm thấy rất là đồng tình với lại ý kiến này vì nó sẽ giúp cho người dân không bị kiểu các số lạ gọi đến nữa và mọi người có thể biết rằng là ai đang gọi đến cho mình. Bên cạnh sự ủng hộ, người dân cũng mong rằng trong thời gian gần nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những biện pháp tăng cường để giảm thiểu những cuộc gọi từ SIM rác, số lạ nhằm lừa đảo, gây phiền toái.